Xin chào mọi người, video ngày hôm nay thì mọi người sẽ cùng thử với Hà trang điểm cái mặt này và sử dụng chỉ các sản phẩm từ đúng một hãng duy nhất thôi. Đấy chính là hãng 3CE đến từ Hàn Quốc. Và thực sự là Hà biết rằng là Hà rất là hai lúa khi mà mở mồm nói ra câu này, thì nhưng mà đây là lần đầu tiên Hà sử dụng các sản phẩm đến từ 3CE. Từ trước tới giờ thì Hà chưa bao giờ sử dụng sản phẩm nào của 3CE hết. Hà biết rằng ở Việt Nam thì 3CE không còn là một cái hãng xa lạ gì nữa, và đặc biệt là son của 3CE thì rất là nổi tiếng và được rất là nhiều bạn ưa chuộng. Thế nên là ngày hôm nay thì Hà rất là háo hức sử dụng các sản phẩm này của 3CE, tại vì Hà cũng muốn biết xem là nó có thực sự tốt và thực sự tuyệt như nhiều người hay nói hay không. Ok, bọn mình cùng bắt đầu luôn nhé. Mọi người thấy ở đây thì trên mặt Hà đã có một lớp nền sẵn rồi. Lý do là tại vì mặc dù là Hà có mua một cái sản phẩm nền cushion của 3CE và màu Hà mua là màu số 02, thế nhưng mà kể cả nó đã là màu số 02 rồi, nhưng mà khi mà Hà đánh thử ra mu bàn tay và ở phần chỗ cổ này thì nó trắng một cách kinh khủng, nó phải trắng hơn ít nhất là 2 tông so với da mặt hiện tại của Hà. Thế nên là Hà quyết định là thôi không thể dùng được cái sản phẩm cushion này. Về màu của nó quá là trắng. Nếu như mà chỉ trắng hơn tông mặt của Hà tầm 1 tông tới 1,5 tông thì Hà còn cố sử dụng được, chứ mà nó phải trắng hơn da của Hà ít nhất là 2 tông. Ở đây thì Hà có một cái sản phẩm kem che khuyết điểm của 3CE có tên là Waterfull Concealer. Thì nghe cái tên thôi Hà đã cảm thấy rằng là cái chất của cái kem che khuyết điểm này nó sẽ là một loại dạng lỏng hơi có nước một chút. Để Hà thử ra tay cho mọi người xem nha. Trà lỏng thật sự luôn á. Nó khá là nước đúng không? Chất của nó rất là lỏng. Hà sẽ dùng cái miếng Mood ở trong cái cushion này để tán thử cái kem che khuyết điểm dạng nước này ra ở ngay phía dưới quầng thâm mắt của Hà. Cảm nghĩ đầu tiên của Hà đấy chính là tại vì cái kem che khuyết điểm này nó rất là lỏng, thế nên là cái chất của nó khi mà lên da của mình nó cũng rất là mỏng. Và vì thế thế nên là nếu như bạn nào mà có quầng thâm mắt nó hơi bị đậm một chút thì sẽ phải tán lên khá là nhiều lớp. Tuy nhiên là tại vì cái kem che khuyết điểm này nó mỏng, thế nên là nếu như mà có tán lên nhiều lớp thì nhìn nó cũng không bị cộm và nó cũng không quá là dày. Có một đặc điểm nữa về cái kem che khuyết điểm này mà Hà để ý đấy chính là cái chất của nó khi mà mình bắt đầu tán ra thì nó khô lại rất là nhanh, thế nên là mọi người nhớ là phải tán và thao tác thật nhanh tay. Tại vì cái kem che khuyết điểm này Hà có cảm giác rằng là nó có khả năng làm sáng, thế nên là Hà sẽ đánh một chút ở phần sống mũi cũng như là phần cằm này. Ok, bây giờ thì đã xong phần kem che khuyết điểm rồi và Hà sẽ chuyển sang phần đánh mắt. Đối với phần mắt thì Hà có 2 sản phẩm, một sản phẩm là bút màu sáp và một sản phẩm là phấn màu ở trong một cái hình tròn tròn và nó có 3 màu nhỏ như thế này. Thì đầu tiên Hà sẽ sử dụng cái bút màu sáp này trước để làm một cái lớp nền cho bầu mắt của Hà. Cái bút màu sáp này thì có tên là Longwear Eye Crayon và màu của Hà có là màu Fallen. Màu này nó là màu nâu đồng và nó ngả về nâu nhiều hơn và nó còn có cả một chút nhũ óng ánh nữa. Thế nên là để xem thế nào nhé. Bây giờ thì Hà sẽ dùng cái bút sáp này và đánh lên toàn bộ bầu mắt. Hà sẽ kéo cái màu nâu này gần với hốc mắt một chút nhưng mà không lên tới quá tận hốc mắt, chỉ gần thôi. Sau đó thì Hà sẽ dùng ngón tay đeo nhẫn để tán cái phần viền zigzag này ra. Cảm nhận đầu tiên của Hà về cái bút sáp màu này đấy chính là cái màu của nó lên nó rất là đậm và nó mượt vô cùng. Kể cả khi mà Hà dùng ngón tay như thế này để tán nó ra thì tán nó cũng rất là dễ. Nó không bị gợn, nó cũng không bị bột hay là nó bị khó tán một chút nào hết. Như mọi người có thể thấy ở đây là màu Hà tán ra bằng ngón tay thôi mà nhìn trông nó hoàn toàn tự nhiên, cứ như là tán ra bằng chổi vậy. Thế nên là cảm nhận đầu tiên của Hà về cái bút sáp màu này vô cùng tốt. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ chuyển sang cái bảng phấn màu nhỏ xíu xinh hình tròn này nha. Cái bảng này thì chắc chắn là Hà nghĩ rằng là mọi người đã rất quen thuộc rồi. Cái bảng này thì nó là một cái bảng màu mà bên trong có 3 dải màu như thế này. Và màu của Hà mua có tên là More Brown. Ta-da! Cái màu này thì Hà nghĩ rằng là nhiều bạn ở Việt Nam sẽ rất là thích, tại vì nhìn thôi là đã thấy nó rất là phù hợp trong trang điểm hàng ngày hoặc là trang điểm tự nhiên rồi. Thế nhưng mà chất phấn lên thì không biết thế nào, để Hà thử nha. Bây giờ thì mình sẽ thử swatch ra mu bàn tay trước nhé. Hà sẽ lấy màu đậm nhất nè, xong rồi swatch ra đây. Nó khá là nhạt màu. Mọi người có thể thấy rằng là phải di mãi thì nó mới được lên được từng này màu. Đó, nó khá là nhạt đúng không? Giờ thì Hà sẽ thử swatch cái màu thứ hai là cái dải ở giữa này. Cái màu ở giữa này thì là một cái màu nâu đồng mà nghiêng về màu đồng nhiều hơn. Mọi người nhìn này, cái ánh đồng của nó lên. Tay hàng nhìn rất là đẹp đúng không? Thế nhưng mà nó cũng chỉ là một cái màu rất là nhạt thôi, vô cùng nhạt. Thế nên là Hà không biết rằng là màu này khi mà đánh lên mắt Hà thì nó có nổi hay không. Bây giờ thì Hà sẽ đánh cái màu đồng ở giữa này trước. Hà sẽ đánh bắt đầu từ khóe mắt ra tới giữa bầu mắt. Trông thì cũng không đến nỗi tệ đúng không? Nhưng mà tại vì trước đó Hà đã bôi lên cái màu sáp kia rồi, thế nên là cái màu đồng này khi mà đánh lên trên cái màu sáp đó thì nó cũng không thể nổi lên nhiều được. Theo như Hà thấy thì chất lượng của cái bảng phấn Triple Eyeshadow này của 3CE thì nó cũng bình thường thôi. Nó không phải là cái gì quá hoàn hảo hay là quá tốt cả. Tức là cái chất lượng của nó là chất lượng phấn mắt Hàn Quốc, nó không thể lên màu đậm được như phấn mắt ở phương Tây. Ok, bây giờ thì Hà sẽ thử cái màu đậm nhất này vào cuối đôi mắt để xem là cái màu này khi mà chồng lên hai lớp màu đã có sẵn trên mắt Hà rồi thì liệu nó có lên màu được không? Nó cũng lên màu đi chứ mọi người thấy không? Nó chỉ là không đậm được như ý Hà muốn thôi, nhưng mà nó cũng có lên màu. Hà thấy rằng là mặc dù nó không được đậm như cái chất lượng màu phấn của phương Tây, thế nhưng mà cái độ tán của nó thì nó rất là ok, nó không hề khó tán một chút nào. Kiểu đúng là nhìn trong cái mắt của mình nó rất là nhẹ nhàng, dễ thương ấy, thế nhưng mà vẫn có điểm nhấn ấy. Hà thấy thích ấy chứ. Khi mà Hà dùng một cái bút sáp như thế này và đánh lên làm cái lớp nền đầu tiên thì cái phấn màu phía sau, cái phấn màu mà Hà dùng từ cái bảng nhỏ xinh xinh này thì nó bám lên, nó dễ dàng hơn và nó cũng trơn hơn rất là nhiều. Đồng thời khi mà Hà phải tán ra ấy thì tán nó cũng dễ hơn. Bây giờ thì Hà nghĩ rằng là Hà sẽ đánh cái bút sáp màu này ở chỉ phần đuôi mắt thôi để làm cho mắt của Hà trông nó còn sâu hơn nữa. Sau đó thì chỉ cần dùng ngón tay và chấm nhẹ lên cái chỗ phần vừa đánh vừa rồi để cho nó tán ra đều một chút. Và cuối cùng thì sẽ vẫn sử dụng cái bút sáp màu này, và thực sự là đến bây giờ thì Hà đang rất là thích cái bút sáp này để đánh ở phần mi dưới một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi. Ok, bước tiếp theo thì sẽ là má hồng, và đây là một cái má hồng mà Hà mê lắm luôn ý. Hà dùng suốt trong tháng vừa rồi. Cái má hồng này thì là một cái má hồng dạng cushion, và Hà biết rằng là má hồng dạng cushion thì không phải là một điều gì mới cả. Thế nhưng mọi người có thể nhìn thấy cái mẫu mã của nó này, xinh không? Xinh một cái kinh dị. Má hồng này của 3CE thì nó là một cái dạng nhỏ thôi, nhỏ xinh thôi. Như mọi người thấy đây là cái cushion bình thường thì nhìn nó nhỏ hơn như thế này. Ở phía bên trong thì cái miếng mút của nó với cả cái miếng nhựa bên trong của nó thì là màu đen, nên là nhìn toàn thể trông nó vẫn vừa đáng yêu mà vừa lịch sự và hiện đại, trông nó không quê. Yeah. Ta-da. Như mọi người thấy từ cái miếng mút này thì đây là cái sản phẩm mà Hà đã dùng trước khi quay video này. Đây là sản phẩm duy nhất mà Hà mở ra dùng trước, tại vì nó đáng yêu quá, Hà không thể kiềm chế được. Và Hà đã dùng cái sản phẩm này cả tháng nay rồi và Hà thích một cách vô cùng. Đó, bây giờ thì mình sẽ chấm chấm một chút. Chút thôi. Dễ thương không? Nó chỉ có một chút ửng cam đào nhẹ nhẹ thôi ý, thế nên là cảm giác là cái má hồng này nó là của mình, chứ mình không có bôi cái gì lên hết. Thực sự thú thật với mọi người là nhiều lúc Hà thích cái cushion má hồng này quá, nên là Hà cứ ngồi Hà chấm lên má này, chấm một lúc sau thì hai má mình đỏ bừng. Hà sẽ đánh cả cái vùng dưới mắt và đánh qua cánh mũi này luôn. Đánh kiểu này đi ra ngoài đường tha hồ một câu dai nha. Thực sự là Hà đánh hơi lố. Thế nhưng mà điều đấy chỉ để cho mọi người thấy rằng là Hà thích và Hà mê cái cushion này tới cái mức nào. Ok, má hồng chưa có dừng lại ở đấy đâu. Tại vì Hà có hai sản phẩm má hồng lận. Hà không biết tại sao mà Hà chọn mua hai sản phẩm má hồng. Tại vì một sản phẩm má hồng như mọi người thấy đây, đánh như này đã quá đủ rồi. Thế nhưng mà sản phẩm má hồng tiếp theo, đấy là sản phẩm má hồng dạng phấn. Ta-da! Ok, bây giờ thì Hà sẽ swatch thử cái màu má hồng này ra tay cho mọi người xem nhé. Được đúng không? Hà sẽ lấy một cái chổi nhỏ xinh như thế này và chấm một phát, chấm hai phát, xong vẩy ba phát. Mong là nó không quá đậm. cũng đậm đấy, không phải là không bình thường đâu. Ô, hơi bị đậm. Chuyển sang má bên này, trông như bà má nó chứ quá tay rồi. Chết mẹ. Thực sự là quá lố. Thế nên là lần sau nếu mọi người cũng dùng thử như Hà thì nhớ là chỉ chấm vào một chấm thôi nhé, đừng chấm hai chấm. Chấm hai chấm nó không được đâu. Sản phẩm tiếp theo Hà có ở đây là sản phẩm phấn phủ dạng bột. Đánh một tỷ thứ xong rồi mình nhớ ra là mình quên mất chưa có phủ mặt. Đây là cái phấn phủ dạng bột của 3CE và màu Hà có là màu số 02. Hà mong rằng là màu này nó sẽ không quá sáng, nó cũng sẽ không quá tối đối với da của Hà. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ thử sản phẩm này và phủ phấn lên một vài chỗ trên mặt nha. Thực ra cái phấn này ấy, nó là màu số 02 thì nhưng mà nó vẫn hơi trắng trắng, hơi một tẹo, một tí tẹo thôi. Cảm nhận đầu tiên của Hòa đấy chính là cái phần phủ này, cái hạt của nó được giã nhuyễn ra rất là tốt. Và khi mà mình phủ lên mặt thì nó không bị quá dày, nhìn trông nó cũng không quá giả một chút nào. Nói chung là Hà cũng khá là ưng cái phấn phủ dạng bột này, thế nhưng mà về độ kiềm dầu có tốt hay không thì Hà chưa thể nói ngay được. Ok là bước tiếp theo thì chính là phần đánh phấn bất sáng. Ở đây thì Hà có một cái sản phẩm phấn đánh sáng của 3CE. Cái sản phẩm này thì nó nằm trong dạng compact như thế này. Cái sản phẩm này thì Hà chỉ chọn rất là ngẫu nhiên thôi, tại vì Hà không có biết là ở 3CE thì cái sản phẩm phấn đánh sáng nào là nổi nhất và tốt nhất. Cái màu phấn highlight này thì nó rất là đặc biệt, tại vì nó không chỉ đơn giản là một cái màu trắng không thôi, mà nó có ánh, nó có một cái ánh champagne, tức là nó có một cái ánh hơi vàng vàng một tẹo. Ở đây thì Hà có một cái chổi quạt như thế này, Hà sẽ nhúng một lần. Đó, nhúng một lần. Lần trước đã học được bài học nhúng hai lần từ cái phần má rồi, thế nên là lần này chỉ nhúng một lần. Sau đó thì sẽ đánh lên gò má. Mọi người thấy nó lên không ta? Hay là vừa rồi đánh chấm có mỗi một chấm nên là nó không lên nhỉ? Nó cũng có lên một chút xíu thì nhưng mà lên rất là nhẹ, tại vì Hà chỉ chấm có mỗi một chấm thôi mà. Thế nhưng mà thêm một phần nữa là cái khu vực gò má của Hà, tại vì Hà sử dụng cushion, thế nên là nó cũng có một cái chút bóng bẩy từ cái việc sử dụng cushion má hồng đó. Thế nên là để Hà chấm thêm hai chấm nữa và đánh lại xem nó có lên không nhá. Nó cũng lên đấy. Tóm lại là cái phấn đánh sáng này lúc mà Hà swatch thử ra tay ấy, thì có cảm giác là nó không mịn và nó không được đều phấn cho lắm. Thế nhưng mà khi mà lên má của Hà cũng như là khi mà lên sống mũi này thì nhìn nó không đến nỗi là không quá đều, và nhìn nó cũng không đến nỗi là không được mượt cho lắm. Cái hiệu ứng bắt sáng của nó thì nó rất là đặc biệt. Thứ nhất là tại vì cái chất phấn của nó nhẹ, thế nên là nó không quá là đậm, nó không quá là đập vào mắt, nhìn nó vẫn cảm giác như là da của mình. Thứ hai là tại vì cái ánh của cái phấn bắt sáng này nó có ngả một chút champagne, tức là nó có ngả một tí tẹo vàng thôi. Nó không nhiều độ champagne, nó không nhiều độ vàng như là cái champagne pop của Becca. Thế nhưng mà tại vì nó chỉ có một chút ánh nhẹ nhẹ vàng đấy thôi, thế nên là Hà cảm giác rằng là đánh lên nó vô cùng tự nhiên. Sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay chắc chắn phải là thỏi son môi của 3CE rồi, tại vì nếu như mà nói tới 3CE mà không nói tới son môi thì quả là một sự thiếu sót lớn. Và cái màu son môi ngày hôm nay Hà có là màu số 909. Cảm nhận đầu tiên của Hà là cái chất lì của cái son 3CE này nó rất là thoải mái trên môi, nó không làm môi Hà khô một chút nào. Không biết rằng là mọi người có thích cái bột son này không, thì nhưng mà Hà nghĩ rằng là cái màu son này mà bôi vào dịp cuối năm, dịp Tết, dịp Noel thì trời ơi, perfect. Hà sẽ dùng cái miếng bông này để tán cái đường viền phía ngoài môi này ra để nhìn trông nó không quá là sắc sảo ấy. Bây giờ thì Hà sẽ đi tán lại lông mày và chút mascara và Hà sẽ quay lại với mọi người trong 2 giây. Đây là Raiden và đây là hậu vệ cá nhân của Hà. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Ok, Hà đã quay trở lại và đây là cái makeup look mà sử dụng hầu hết toàn bộ các sản phẩm đều từ 3CE. Mọi người thấy thế nào? Để nói tóm lại về các sản phẩm mà Hà dùng ngày hôm nay thì sản phẩm đầu tiên cũng chính là sản phẩm mà Hà thích nhất trong toàn bộ các sản phẩm mà Hà sử dụng trên mặt Hà ngày hôm nay. Đấy, chắc chắn là phải nói tới cái em bút sáp màu này cho mắt rồi. Tại vì thực sự là từ trước đến giờ khi mà Hà sử dụng các cái sản phẩm dành cho mắt của Hàn Quốc ý, thì Hà không có, tức là Hà không có kỳ vọng gì nhiều cả. Thế nhưng mà cái bút sáp màu này của 3CE thì nó khiến Hà rất là ngạc nhiên. Tại vì nó thực sự là nó rất là tốt, khi mà lên màu thì nó không bị vón cục này, xong rồi lên màu thì màu lên y như là màu mà mình nhìn thấy ở trên cái thỏi này. Và nó lên màu đẹp đậm. Lúc mà tán ra thì tán ra vô cùng dễ, tán ra chỉ kiểu cần dùng ngón tay 5 giây cái là tán ra xong rồi. Lại là cái bút sáp màu này thì nó chất lượng tốt mà nó vô cùng dễ dùng. Thậm chí rằng là những cái màu như cái màu Hà dùng ngày hôm nay là một cái màu nâu đậm đi chăng nữa, thì nếu như bạn tán ra ở cái độ vừa phải thì trông nó cũng rất là tự nhiên. Thế nên là nếu như có điều kiện thì chắc chắn là Hà sẽ mua thêm một vài màu nữa từ cái Longwear Eye Crayon này của 3CE. Tại vì thực sự nó là một trong những cái sản phẩm mà khiến Hà rất là ngạc nhiên ngày hôm nay. Sản phẩm yêu thích thứ hai Hà phải nói tới, mà cái sản phẩm này thì nó gần như nó rất là sát nút với cả cái sản phẩm bút sáp màu vừa rồi Hà nói. Đấy chính là cái em này, chính là cái em cushion má hồng này. Tại vì thứ nhất là cái packaging của nó quá dễ thương luôn. Nó dễ thương ở một cái độ siêu cấp ấy. Và tại vì cái phấn má hồng này nó ở dạng cushion, thế nên là khi mà lên da thì nó cũng mướt ơi là mướt như là cushion vậy. Và nó nhẹ này, cái màu của nó, màu của Hà là màu peach. Cái màu của Hà lên thì nó tươi tắn, nó rất là phù hợp với mùa hè, và đồng thời là nó tự nhiên ở một cái độ siêu cấp ấy. Đó, và sản phẩm cuối cùng trong top 3 sản phẩm mà Hứa thích nhất thì phải nói tới cái màu son này. Tại vì như mọi người có thể thấy ở đây rằng là màu son lên nó rất là đẹp, và cái chất son matte của nó thì nó không khô, nó lại không quá dày, nó mỏng vừa phải, không đến độ quá mỏng. Tất nhiên là vì son matte, thế nên là nếu như mà không tẩy da chết cho môi kỹ thì nó sẽ bám vào những cái vảy môi như mọi người thấy ở đây. Tại vì Hà không tẩy da chết môi kỹ trước khi bôi son, thế nên là nó vẫn còn hơi bị bám vào những cái phần da chết, những cái phần khô trên môi của Hà. Tuy nhiên là tại vì cái màu của nó quá là đẹp, thế nên là Hà có thể bỏ qua hết. Đó, trên đây là 3 cái sản phẩm mà Hà ưng ý nhất trong toàn bộ những cái sản phẩm mà Hà sử dụng ngày hôm nay của 3CE. Và Raiden nghĩ gì? Raiden có thích 3 cái sản phẩm này không? Raiden có thích không? Raiden có thích bôi má hồng không? Mẹ bôi má hồng cho nhé. Hay là bôi son? Trời ơi, Raiden làm gì có môi mà bôi son. Trời ơi, cũng muốn bôi à? Nhìn nó loi choi này, loi choi. Trời ơi, Raiden đáng yêu. Bây giờ các cô chỉ nhìn thấy có mỗi tai em thôi. Video trang điểm chỉ sử dụng các sản phẩm từ 3CE của Hà đến đây là kết thúc. Nếu như mọi người thấy thích cái kiểu video như thế này thì cũng nhớ comment phía dưới cho Hà biết nhé. Để nếu như là lần sau mà Hà cảm thấy hứng thú và tò mò với một cái nhãn hàng nào đấy, hoặc là nếu như Hà thấy một nhãn hàng nào đấy có rất là nhiều sản phẩm mà Hà cảm thấy vừa ý, thì Hà sẽ làm những cái kiểu video như thế này cho mọi người cùng xem. Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã xem Hà và Raiden tới tận đây, và hẹn gặp lại mọi người vào video sớm thôi. Bye bye. Nó chỉ muốn nói hello thôi, nó không có muốn nói bye bye. Hello Raiden, hello. Say bye bye đi Raiden.